Alo alo, chào mọi người, mình là Cóc đây ha. Trong video lần này á, mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm sao để mà xóa cái blog mà đang tạo dở dang ha. Ví dụ như là bạn tạo một cái blog mà bạn thấy là bạn chỉnh sai nó, ví dụ như là đảo lộn thứ tự giữa ổ HDD với lại ổ SSD chẳng hạn. Rồi ví dụ như là bạn sai đường dẫn hay là sai thông số, sai thông số nhiều luồng quá hay là nhiều RAM quá, bạn muốn xóa nó đi mà không phải khởi động lại máy hay là tắt gì đó thì làm như thế nào, thì video này mình sẽ chỉ cho bạn cách ha. Rồi trước khi vào video thì intro nha. Ok, thì trước tiên là bạn cần phải biết cái nguyên lý hoạt động của nó để mà bạn biết cách mà xóa cho nó đúng ha. Nè, nguyên lý của nó là đây, mỗi cái chương trình á, mỗi chương trình trong Windows á, nó đều có một cái gọi là process ID, viết tắt là PID nè. Đó, bạn chỉ cần tìm đúng cái process ID của cái blog nó tạo á, tìm được đúng cái đó là bạn vô task manager, bạn end task đi là xong ha. Đó là nguyên lý á. Rồi bây giờ mình sẽ vào thực hành cho bạn coi ha. Rồi mình sẽ demo bằng cái bằng việc mà bạn tạo plot bằng cái tool mà Swagger Plot Manager á ha. Mình có một cái video làm về cái tool này ha, mình sẽ để link dưới phần mô tả luôn. Cái tool này là cái tool cực kỳ hay các bạn. Rồi mình sẽ demo bằng cái tool này trước nha. Đó, thì ví dụ như là mình muốn xóa cái concurrent này đi, cái plot đang tạo này đi ha. Những cái này nè, cái từ chuyên ngành của nó gọi là concurrent các bạn, tức là một cái plot đang tạo vừa dở á, cái mà plot đang được tạo á, thì mỗi cái này gọi là cái concurrent đó. Ví dụ mình sẽ xóa cái này đi nha. Đây đó, thì cái tool này á, nó show đó các bạn biết cái PID lên, process ID luôn rồi ha. Cái việc đầu tiên á là bạn phải stop cái tool này lại ha. Tool này hiện tại đang chạy nè, đang running nè, thấy không? Status là running nè. Rồi, bạn stop nó nha. Bạn Ctrl C để mà dừng cái view đi. Đó. Rồi, bạn gõ cái lệnh này nè, stop. Tại sao phải stop? Tại vì nếu mà bạn không có stop á mà bạn kêu cái process này đi. Nếu mà bạn kêu cái process đi á, process ID đi á, thì cái tool này nó vẫn chạy và nó sẽ tiếp tục tạo ra một cái concurrent mới ha. Đó, bạn xóa cái process ID này đi, nó sẽ tạo ra một cái process ID mới nữa, nó cứ làm lại vậy hoài luôn, nên bạn phải stop cái này trước, hiểu không? Đó, cho nó dừng cái việc mà tự động tạo ra đó, hiểu không? Rồi stop đi, xong rồi view lại, vẫn view được các bạn, vẫn view được, stop xong rồi vẫn view được ha. Nè, coi này nha. Vô coi. Đây, rồi. Cái 16 vẫn đang chạy nha. Mình sẽ xóa nó đi ha. Xóa nó đi thì có hai công đoạn các bạn. Ba công đoạn. Đầu tiên là stop cái tool đi nè, cái status của nó đang là stop rồi, thấy không? Công đoạn thứ hai là kill cái process ID nó đi, phải không? Và công đoạn thứ ba tức là xóa những cái file tạm mà do cái ID, cái process đó, cái concurrent đó tạo ra. Đó, ba giai đoạn ha, ba thao tác ha. Rồi, mình đã stop nó xong rồi nha. Giờ tới thao tác thứ hai là tìm cái process ID và kêu nó đi. Đây, cái này đây, process ID của nó là 22744 ha. 22744. Rồi, bạn tìm trong này ha. Bạn tìm trong này cái process ID 22744 nè. Đó, đây. Nó đây ha. Nếu mà bạn không thấy cột process ID á thì bạn chuột phải đây. Chọn cái này, thấy không? Chọn cái này mới thấy được cái process ID của nó, thấy không? Nó nằm trong cái bậc trong cái task manager này, trong cái tab process này. Đó, dò theo process ID đây, thấy không? 22744. Có thể là ví dụ nó nằm nó trên đây á, ví dụ có thể trên đây nè. Đó, bạn lưu ý là sổ này ra nha. Bấm vô đây để mà bấm mũi tên nè để sổ những cái process nó ra. Đó. Có thể là ở trên đây bạn không có thấy cái này, bạn cần phải kéo xuống dưới nữa. Có thể nằm ở dưới á ha. Bạn phải tìm kỹ lên này. Đó, rồi. Rồi có thể là nó không có nằm ở mặt tiền mà bạn phải sổ nó ra. Đó, rồi. Bây giờ mình kêu nó đi nha. 22744 nè. Đây. Nhớ là stop trước nha. Stop cái tool trước rồi mới kêu. Rồi, kêu nha.
hai đây kêu nó chuột phải vô Entas nó sẽ biến mất đó, và cái này nè nếu xíu nó sẽ biến mất cho các bạn coi đó biến mất rồi nha, cái 16 biến mất rồi. Rồi xong cái hai cái việc này ha, tức là stop cái tool và kêu cái process đó đi, và cái việc thứ ba là bỏ mẹ rồi mình quên các bạn, mình quên nhớ là cái đó là nó nằm ở đâu ha. Các bạn phải lưu ý là bạn phải nhớ cái đường dẫn của đó nó nằm ở đâu nha. Và bạn nè, ví dụ nè, cái đường dẫn nè, trước lúc đó thì nó sẽ có cái đường dẫn, ví dụ bạn ghi chú á, mình sẽ demo lại cái khác cho bạn ha. Phải kêu thêm một cái nè. Rồi ví dụ mình kêu cái này đi. Đây. Đây nha, mình sẽ kêu cái này. Thì mình stop nó rồi, cái 20352. 20352 đây 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 đây. Đây, rồi. Bạn phải xác định nó cái file tạm nó nằm ở đâu ha, để mà các bạn vô xóa. Nãy mình quên mất, mình chưa xác định cái file tạm nó nằm ở đâu mà mình xóa cái kêu cái process nó mất tiêu rồi. Đó, thì cái file tạm của nó là cái đây. Trừ T, cái đằng sau cái chỗ trừ T này. Trừ T là temporary directory, tức là cái chỗ mà bạn chọn lưu cái chỗ ổ SSD á, thấy không? Rồi cái folder này nè. Ổ D, folder là job 1 ha. Rồi các bạn vô OD cho một, ở đây có rất là nhiều file tạm các bạn, làm sao mà biết nó là thuộc file nào? Đây bạn dựa vào cái file name các bạn ha, bạn dựa vào cái file name nè, ví dụ như là bạn phải nhớ, bạn phải biết nó đây, cái file name của nó phát sinh á là nó sẽ dựa vào đây nè, nó có cái ngày nè và giờ nè và cái ID của nó nữa. Bạn có thể là dựa vào cái ngày nè, ví dụ ngày 24 rồi đây là 10:18 thấy không. Rồi ví dụ như là cái này đi, mình sẽ xóa cái này nè, mình sẽ xóa cái này cho bạn coi, ngày 24 tháng 5 vào lúc 20:40 nha. Đây kiếm cái nào nha, 20:40 mình sẽ kéo xuống dưới cho bạn coi, 20:40 đây, nó đây 20:40 ha. Đây đây là những cái file tạm của cái process ID đó nha. Rồi mình xác định được nó rồi á, bây giờ mình sẽ kêu nó đi, task manager đây, rồi kêu cái này end task xong, bây giờ bạn xóa đi 20:40 nha, bạn nhớ là phải xóa đúng nha, ngày đây đúng giờ nè, 20:40 nè, cái ID này đúng rồi nè. Rồi bạn xóa ở đâu đây, xóa hết. Oh shit, tại máy này nó đang tạo những cái khác nữa, xóa này, xóa cho nè, xóa này, xóa hết các bạn, chứ không là để lại nó dư chật chỗ. Rồi xóa được rồi ha, thấy không, đó là xong. Bạn đã có thể xóa được một cái process ID đang chạy mà bạn thấy là bạn làm lỗi ha. Rồi ví dụ những cái mà nó đang chạy á thì nó không cho bạn xóa đâu, tại vì có cái process đang chạy đang dùng nó. Nào mình sẽ thử xóa này nha, ví dụ cái này đi, ví dụ cái nào đi, lấy cái nào đi, lấy cái nào đây, ví dụ cái này nha, mình thử xóa này cho cái nào cho đang chạy á, cái này đi, 20:08 coi cái nào 20:08 rồi. Ủa khoan, 20:08 là ổ đĩa khác các bạn. Ổ đĩa E, có cái nào ổ đĩa D không? Ổ đĩa D, đây. 16:45, đó. Cái này là do mình đặt tên thôi, mình đặt tên cái job á, để mình dễ nhận biết ha. Rồi mình sẽ thử cái này nha, 16:45. 16:45, đúng không? Nó đi đâu mẹ rồi? 16:45. Thôi, nói chung mình xóa đại nha. Mình sẽ xóa đại một cái, bấm delete nha. Mình nghĩ nó sẽ không cho xóa đâu, thấy không? Bạn mà xóa cái nào á, cái file nào mà
đang có, nó đang dùng á, nó sẽ có thông báo này, thấy không? This action can be complete because this file is open in chia, đó, tức là cái file chia này đang mở cái file này, đó nên không cho xóa, thấy không? Bạn phải kêu cái process đó đi thì nó mới cho xóa ha. Đó, đó là xong cái mà demo mà kêu cái này bằng cái gì quá đây. Xóa cái plotting, cái plot mà đang tạo dở dang ha. Rồi, đó là xong cái dùng cái chuyện mà cái tool này để mà xác định ha. Bây giờ mình sẽ demo bằng cái nếu mà bạn đang dùng cái này, bạn plotting, bạn đang dùng cái app mà chia blockchain bạn plotting á thì làm cái nào xóa, mình demo cho bạn ha. Để mình tạo cái đi. Mình tạo cái này là để test nha, K25 là để test thôi. Rồi. À đây, rồi hai cái đi. Ok. Mình tạo để test thôi ha. Ổ này là ổ HDD. Ổ này là ổ HDD. Rồi. Mình sẽ tạo nha. Đây. Cái này nó sẽ phức tạp hơn xíu ha. Ví dụ nè, mình muốn xóa cái block đang tạo này thì làm cái nào? Bạn vô đây nha. Nó sẽ có cái view block nè. Đó, bạn kéo lên trên. Nó sẽ có cái ID của nó này. Đây, ID của nó đây. Ha, bạn nhớ cái đường dẫn mà bạn lưu, nhớ cái đường dẫn mà temporary á, cái để lưu những file tạm á, bạn phải nhớ biến nó ở đâu ha. Thì đây. Nó nằm ở OD nha. OD block test. Block test 1 nhé, cái folder chứa này. Và bạn nhớ cái ID này. 72BE9727 gì đó. Rồi, bạn vô folder đó. OD block test. Đây. Đây này thấy không? Bạn thấy cái ID chưa? Nè, cái khúc này nè. 72BE9727 đó. Đó là những cái file tạm mà do cái process này nó tạo ra nè. Bạn đã xác định được nó rồi ha. Đó, thì bạn bây giờ bạn tìm được cái process ID của nó trong task manager và bạn kêu đi, sau đó bạn xóa nó ha. Rồi, bạn tìm nè. Tìm cái này thì nó hơi khó xíu ha. Bạn tìm bằng cách nào? Bạn không có process ID thì bạn dựa vào những cái câu lệnh này nha. Dựa đây nè, là mỗi cái này nè. Mỗi cái quá trình tạo plot á nó đều có một cái câu lệnh tương đương với nó, thấy không? Đây nè. Mình sẽ tìm cho bạn coi nó nằm ở đây không. Nó không có ở đây. Đây. Sổ này ra sẽ có này. Đây, nó đây các bạn. Mình quen mắt cái này, mình nhìn vô là mình biết thôi. Nè, mình đọc cái này nè, đọc cái thông số ở đây nè, nhìn vô là biết liền nè. K25 tức là cái file size á, file size K25 á. Nè, tức là nó vậy nè, K25 nè. Đó, là nó đó, thấy không? Rồi, trừ T rồi tới plot test, tức là cái trừ T là temporary directory á, tức là cái folder mà nằm trên ổ SSD của bạn á, ha. Đây, bạn phải xác định nha, bằng những cái kiến thức mà bạn hiểu về cái tool này thì bạn mới tìm ra được đúng cái plot đang tạo, cái plot mà bạn cần xóa là cái nào ha. Đây, nó đây. Đù, hai cái này giống nhau y chang rồi bạn. Nè, thấy không? Nói chung là hai cái này là ở đây nè. Đó. Nè. Trừ 2 tức là cái second temporary. Còn trừ D á. Trừ D là destination directory, tức là cái folder mà chứa cái file plot luôn. Ha. Đó. Thì đây nè, mình sẽ giải thích luôn cho bạn coi nè. K25 tức là cái này nè. K25 là ở đây nè. Đó. K25 là tức là K size á, cái size file size 25 á, dùng để test thôi ha. Còn cái mà bạn dùng để mà kiếm tiền á là K32 trở lên. Rồi. N1 tức là cái số plot. Trừ T là cái khúc này nè. Temporary directory đây, trừ T đây. Trừ D. Trừ đâu rồi? Ai, nãy là trừ T đây nha. Tới trừ 2 tức là second temporary directory là cái này đây. Rồi trừ D là destination directory, tức là nó là đây nè, tức là nó là cái chỗ final directory đây ha. Rồi
trừ b tức là buffer buffer memory á, là nó là này nè, đây tức là ram á ha, rồi u trừ u tức là cái đây tức là cái bất kỳ đây 128, trừ r tức là read tức là số luồng á, số luồng đây nè đó ha. Rồi còn trừ a những cái gì, cái này là cái gì mình quên bà rồi đó, những cái sau đó là bạn dựa vào những cái kiến thức mà bạn hiểu về cái blockchain này để mà bạn xác định đúng đó là nó đây nè các bạn ha, nó đây nè, mình sẽ xóa nó nha, end task nó. Rồi sau đó mình vào trong cái này xóa nó đi, coi lại cái view nè, cái file trước á nó tạo xong bà rồi, bây giờ bạn coi nè, ID nè 130FD8, đây là cái block khác nha, còn cái block mà nãy mình view á là nó tạo xong rồi các bạn, nó tạo xong rồi ha đó, còn cái đây nè cái block khác đang tạo nha đó, mình nãy vừa mới kêu process đó rồi á, đây 130FD8 130FD8 đây 130FD8 này, rồi xóa nó hết đi, xóa được thấy không đó, vậy là xong các bạn hướng dẫn cách để mà xóa cái plot đang tạo dở dang ha, hơi rắc rối ha, bạn phải hiểu về cái chia coi là nó hoạt động như thế nào thì bạn mới biết cách xóa được nó. Rồi vậy là xong cái video này ha, rồi cảm ơn các bạn đã xem video, nếu mà thấy hay có ích thì nhớ để lại like, share, comment và đừng quên là share và bấm cái chuông thông báo ha, để không bỏ lỡ cái video nào của Chánh Channel ha. Quảng cáo xíu coi, đây rảnh rảnh thì vô đây coi nha, bạn có thể học được cách để mà biên tập video trong làm những cái video giống như mình làm á ha. Đây mình chỉ từ A tới Z luôn, coi bài đầu tiên này cũng được rồi nè, coi bài mà bài một này, đây là City Show rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha, bye bye and good luck.